Hello, xin chào Thanh An, chào mừng các thầy mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về cỏ hương bài, vetiver. Có thể nói rằng trong tứ đại thảo mộc đó là hoắc hương, đàn hương, gỗ tuyết tùng và cỏ hương bài. Thì cá nhân mình thấy rằng duy nhất chỉ gỗ tuyết tùng là có một cái mùi thuần mùi gỗ. Có nghĩa là bất cứ khi nào chúng ta ngửi cái mùi của gỗ tuyết tùng thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là rõ ràng đây là một cái mùi gỗ. Còn hoắc hương nó mang hơi hướng ẩm, thiên về mùi đất. Đàn hương thì nó hơi ngậy ngậy, kem một chút. Còn cỏ hương bài nó hơi khô, ngái và mùi cũng khá là mạnh. Trong ngành lúc nước hoa thì cỏ hương bài được phối mùi một cái blend mùi khá là rộng. Nó được sử dụng trong các cái tông mùi woody, mùi gỗ, fresh spicy hoặc là aromatic. Thường thường thì nó sẽ đi cùng với cam, với tiêu, đó một vài những nguyên liệu đó để blend lên cái mùi. Do đó có thể thấy rằng cỏ hương bài nó một cái vai trò khá là quan trọng, đặc biệt là trong các cái chai nước hoa có cái tông mùi thuần woody, mùi gỗ, fresh spicy hoặc là aromatic. Đó, đấy là những cái phong cách mùi mà thường họ sẽ sử dụng cỏ hương bài. Hiện nay thì cỏ hương bài trồng chủ yếu ở Ấn Độ, Nam Ấn Độ này, Haiti và Indonesia. Đó, thì đến một vài cái thông tin cơ bản mà mình có thể cung cấp nhanh cho các anh em. Và bởi vì mình nghĩ rằng là chúng ta cũng chỉ cần biết thế thôi, chúng ta không phải là một perfumer cho nên là không cần phải là quá là chi tiết đó. Và cái video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua cho các anh em một vài chai nước hoa hiện mình đang có và sử dụng nguyên liệu vetiver này. Thì nếu mà các anh em nào cũng đang muốn tìm hiểu về nốt nguyên liệu này thì mình hy vọng rằng sẽ giới thiệu được một chút một vài chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo đó. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em hãy click vào đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video hôm nay, một vài chai nước hoa hiện mình đang có sử dụng nốt nguyên liệu vetiver cỏ hương bài. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Lalique. Nó luôn luôn nằm trong top best cheap fragrance, có nghĩa là top những chai nước hoa giá rẻ, chất lượng cao. Mình nghĩ rằng rất là nhiều các anh em cũng đều là biết sản phẩm này, đó là Lalique and Cranoyer. Đây là cái mùi hương kết hợp giữa cỏ hương bài và mực, tạo nên cái mùi hương mà như mình vẫn nói, nó dành cho các anh em nào có suy nghĩ old school, những người thuộc lớp thế hệ cũ, suy nghĩ cũ. Bất kỳ một anh em nào có một cái phong cách, có nghĩa là chúng ta mang hơi hướng một cái classic cổ điển và chúng ta thích cái mùi hương nào nó hợp với phong cách đấy, thì Lalique and Cranoyer chính xác là cái mùi hương như thế. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em. Chai nước hoa thứ hai, đây là một sản phẩm của nhà Hermes. Nó luôn luôn nằm trong top những chai nước hoa kinh điển dành cho nam giới. Có thể là có những người không thích, có những người thích. Cái đấy luôn luôn là một cái vấn đề hai mặt. Thế nhưng Thierry Hermes luôn luôn chắc chắn phải là một cái sản phẩm. Khi mà nhắc đến cỏ hương bài, chúng ta sẽ phải nói đến chai nước hoa này. Mặc dù nó không phải là một nốt nguyên liệu chủ đạo, nó còn kết hợp cùng với cam, với gỗ và tiêu. Thế nhưng ở chai nước hoa này có thể gọi là bất kỳ một anh em nào mà yêu thích một cái phong cách classic, cổ điển, nam tính thì nếu mà thiếu Thierry Hermes thì là một cái gì đó khá là đáng tiếc. Có một lần mình đi ăn sáng và mình gặp một bạn ngồi cùng bàn ăn ấy. bạn trai đó thì mặc cái áo sơ mi quần nâu và xịt cái mùi chính xác là mùi Thierry Hermes, không lẫn vào đâu được. Và mình ngửi thấy, mình cảm giác đó là một cái gì đó nó rất là sang. Có nhiều anh em thì có thể là không thích mùi hương này, nhưng mà thật sự phải nói thật với các anh em rằng khi mà chúng ta ngửi và ăn mặc lịch sự một chút ấy, và ngửi mùi hương của Thierry Hermes thì rất là ok. Do đó chai nước hoa tiếp theo mình muốn giới thiệu lên cho anh em đó là Thierry Hermes. Đây, đấy ngoại hình của em nó. Tiếp theo nữa cũng là một sản phẩm của nhà Hermes và nó có tên là Thierry Hermes of Intense Vetiver, một mùi hương thuần mùi cỏ hương bài. Đây là cái mùi bản phiên bản flanker khác của Thierry Hermes với một mùi hương có thể gọi là khi mà chúng ta xịt một cái chúng ta đã cảm thấy rất là rõ ràng mùi vetiver khô, hương ngái và khá là mạnh.
anh em nào mà yêu thích một cái mùi hương có thể gọi là thuần mùi cỏ hương bài, có nghĩa là không bị lẫn lộn với các cái nốt nguyên liệu hỗ trợ khác, thì All Intense Vetiver chính xác là cái chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo. Một cái mùi hương đối với mình thuần mùi vetiver và khá là mạnh. Đối với mình chai nước hoa này khá là mạnh, các anh em có thể tham khảo đó. Chai tiếp theo nữa khá là lạ lẫm, mới mình nghĩ rằng đa số các anh em khá là lạ lẫm chai nước hoa này, Charlie Citrus and Oud. Đây là cái mùi hương kết hợp giữa cỏ hương bài của sồi, để mình xem nào, nó không in đằng sau, mình nhớ là nó có kết hợp với sồi, cỏ hương bài, tạo nên cái mùi hương nó có nét với Terra Imes, có nét với Monte Red Vetiver, bởi vì hai chai nước hoa đó có cái tông mùi giống nhau. Thế nhưng ở chai nước hoa này thì nó mượt hơn, nó trầm hơn, và đối với mình thì chai nước hoa này nó dễ ngửi hơn so với Monte Red Vetiver. Sản phẩm của nhà Monte thì hơi mạnh, còn ở Citrus and Oud này thì mùi nó mượt hơn, nó dễ ngửi hơn. Và tất nhiên rồi, trong cái cách sử dụng cỏ hương bài của nó thì mình cảm thấy rất rất là xuất sắc. Có một điểm khá đáng tiếc là chai nước hoa này thì hơi khó tìm, cho nên là cũng rất là khó để cho các anh em có thể tìm được chai nước hoa này. Nhưng nếu mà như có thể thì các anh em nên thử mùi hương này, rất là xuất sắc, mùi cỏ hương bài rất rất là ok, Charlie Citrus and Oud. Tiếp theo nữa, đây là một sản phẩm của nhà Dunhill, một chai nước hoa mà mình nghĩ rất nhiều các anh em biết, Dunhill Icon. Đây là cái mùi hương cay nồng nhẹ, fresh spicy thì đúng hơn, cay nồng. Đây là cái mùi hương mà tầm khoảng anh em nào tầm khoảng 30 ấy, mà chúng ta cũng bắt đầu cũng thích cái mùi hương nào mà nó đã có một cái gì đó nó hơi thành đạt rồi, lịch sự và thành đạt, và chúng ta đang cần cái mùi hương nào mà để làm sao mà xịt cho nó ra ngô ra khoai ấy. Dunhill Icon chính xác là cái mùi hương như thế. Mình thì cái phong cách mùi hương của các nhà nước hoa UK thì họ thường là hơi khô cứng, hơi đàn ông, thiên về cái kiểu hơi gai góc của đàn ông, chứ nó không nhẹ nhàng, không lãng mạn như nước hoa Pháp, nước hoa Ý. Cho nên là cái việc mình sử dụng những cái chai nước hoa ví dụ như Dunhill Icon thì đối với mình nó khá là khó khăn. Nhưng nếu như anh em nào là một tip là người đàn ông kiểu như cũng như kiểu mùi hương phong cách UK ấy, đơn giản và gai góc, thì Dunhill Icon chính xác là cái mùi hương mà anh em có thể tham khảo đó. Tiếp theo nữa là một sản phẩm của nhà Narciso Rodriguez Leonor. Khá là đáng tiếc, đây là một sản phẩm cũng theo mình thì cũng không phải là tệ của nhà Narciso. Thế nhưng mà chai nước hoa này mình không thấy được nhiều cái anh em nhắc đến, hoặc ít nhất đến thời điểm hiện tại là không có nhiều. Đây là một cái mùi hương đối với mình không phải là tệ, nó rất là ok, cay nồng nhẹ và có cái thiên hướng mùi giống với Dunhill Icon, giống với Terra Imes, và cách blend mùi của họ cũng không phải là quá là kém. Thế nhưng mà không hiểu làm sao mà nói chung là không có nhiều các anh em nhắc đến mùi hương này, khá đáng tiếc. Nếu như mà có thể thì các anh em hãy thử một lần Narciso Rodriguez Leonor đó. Và cuối cùng, một sản phẩm của nhà Roger Elysian. Chai nước hoa này thì hay được nhắc đến so sánh với Creed Aventus. Thế nhưng mà mình thì mình không thấy dứa hoặc là như thế nào cả. Mà sau khi xịt chai nước hoa này dry down xuống thì mình chỉ cảm thấy đó là một cái mùi vetiver khá là rõ nét. Chai nước hoa này thì mặc dù mọi người thường hay so sánh với Creed, nhưng mà mình thì mình cảm thấy là nó không giống cho lắm. Tất nhiên đấy là quan điểm của mỗi người. Thế nhưng bất kỳ anh em nào mà có điều kiện kinh tế và chúng ta muốn biết vetiver nó là như thế nào thì hãy thử Creed Roger Elysian đó.
Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em một vài channel A có sử dụng nốt cỏ hương bài. Mình rất hy vọng rằng các anh em khi mà bắt đầu tìm hiểu về nốt nguyên liệu vetiver này thì video này của mình có thể giúp một chút cho các anh em. Video của mình đến đây là hết. Mình hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.